Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, như trên màn hình của quý vị và các bác chúng ta đang được thấy đó chính là JBL Passer 12, hàng bãi Mỹ xịn là bên em đã có hàng về để phục vụ quý vị và các bác rồi các bác nhé. Vâng, hàng nguyên zin xịn và còn đẹp như mới luôn các bác ạ. Đấy, còn đẹp như mới luôn, hàng cực kỳ chất lượng. Và với JBL Passer 12 này thì bên em đã có những video và bên em cũng đã tháo nội thất ra cho quý vị và các bác chúng ta xem ở trên video và ở trên live rồi. Đấy. Cặp loa này thì hiện tại là bên em đang để quý vị và các bác giá là 5.800.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển, và bác nào chưa có dây thì bên em sẽ tặng kèm dây cho quý vị và các bác nhé. Đấy. Và cặp loa này nó được trang bị là một bát 30, hai trung và hai jack các bác nhé. Đấy. Và chúng ta có thể chơi cực kỳ là hay ở trong gian phòng từ 45 đến 50 mét vuông đổ lại. Và dòng loa này thì chúng ta có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc, tất cả các dòng nhạc, tức là thách thức mọi thể loại nhạc quý vị nhé. Đấy. Vâng, cặp loa này đó là cặp loa đa năng. Chúng ta nghe nhạc karaoke, trưng bày và xem phim, âm thanh rất là sống động. Cặp loa này thì nó là cặp loa công suất tự động. Nó không phải là công suất mặc định, cho nên là chúng ta có thể chơi và ghép cùng với lại rất là nhiều dòng âm ly, dòng cục đẩy công suất hoặc là dòng vang liền công suất khác nhau. Đấy, tức là nó không kén chọn thiết bị âm thanh ghép nối với nó. Đây là hình thức bên ngoài của những cặp loa mà bên em mới về các bạn nhé. Đấy, còn nguyên zin xịn và đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, còn rất là đẹp. Chất. Vâng, với những cặp loa này thì các bác ở khắp các tỉnh thành là mua về xong rồi giới thiệu anh em bạn bè mua thêm. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ và đặt trọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Cặp loa này chúng ta có thể để nằm, để đứng lên như em đang để như thế này, hoặc là chúng ta cũng có thể treo lên thì đều được các bác nhé. Đấy. Chúng ta có thể để các hướng được. Đấy. Bây giờ em sẽ trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ test những bản nhạc yêu cầu độ nhanh, mạnh, chính xác cao để quý vị và các bác chúng ta cùng trải nghiệm và chúng ta cùng nghe các bác nhé. Em bật nhạc lên hộ anh cái. Hiện tại bây giờ là em đang chơi cái cặp ở bên ngoài cùng các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đèn logo sáng này. Đấy, cái cặp là đèn logo sáng các bác nhé. Vâng, dòng này thì có cả ngày tháng năm sản xuất các bác nhé. Và đèn logo phát sáng, đèn logo 3D phát sáng quý vị nhé. Thank you.
Passer 12 hàng bãi mỹ xịn thôi quý vị nhé. Đây mà chất âm của nó là cực kỳ là hay rồi. Giá 5.800.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này, các bác liên hệ về 102 số điện thoại trên tấm biển giúp em. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi Cốc Cốc Audio chúng em trong thời gian qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.